Theo cập nhật của Cục Hải quan Hải Phòng, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 2 năm 2019, đơn vị đã thông quan được 50 tờ khai của 479 container phế liệu cho các doanh nghiệp. Trong đó, nhiều nhất là giấy phế liệu với 235 container, tiếp đến là thép phế liệu 169 container và 70 container nhựa phế liệu. Ngoài ra, trong thời gian trên, Hải quan Hải Phòng còn thông quan được 3 lô hàng rời là sắt thép phế liệu với tổng trọng lượng khoảng 30.000 tấn.